cả quý vị anh chị khách hàng đã quay trở lại. Showroom Nhất Huy Auto. Và showroom Nhất Huy Auto bên em thì có địa chỉ tại số 17 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, và đến hẹn lại lên thì hôm nay em mình lại tiếp tục giới thiệu tới tất cả quý vị anh chị những mẫu xe bên em và báo giá tất cả những mẫu xe bên em đang dạ vâng, và cũng tháng năm rồi và hôm nay em mình cũng chiếc video để quay giới thiệu tới tất cả quý vị anh chị khách hàng và tranh thủ những dịp nghỉ lễ để quý vị anh chị có thể bớt chút thời gian đến bên em xem xe. Dạ vâng, và ngày hôm nay đó là chiếc Hyundai Accent bản số sàn, bản thiếu đời 2020, xe mang biển tỉnh thì xe đã được bên em rút hồ sơ rồi như quý vị anh chị có thể nhìn thấy. Và hiện tại ô tô của chiếc xe này đang là 3 vạn và bán chiếc xe này với giá là 375 triệu. Đó. Kế bên một chiếc xe đẹp giống Mazda 2 Mazda 2 đời 2018, xe như quý vị anh chị có thể nhìn thấy, xe mang biển số Hà Nội, xe và xe cũng là xe một chủ từ đầu luôn ạ. Và hiện tại odo của chiếc xe này đang là 6 vạn và bên em đang chào bán chiếc Mazda 2 này với giá chỉ có 425 triệu và với 425 triệu quý vị anh chị có thể sở hữu ngay một chiếc B từ thương hiệu của Nhật Bản. Chiếc đó là chiếc Mazda 2, thì tiếp theo đó là chiếc Mazda 3 và chiếc Mazda 3 có màu đỏ pha lê cực kỳ đẹp ở đây. Đó là chiếc Mazda 3 đời 2020 bản luxury, xe mang biển tỉnh. Và như quý vị anh chị thấy, xe cũng đã được bên em rút hồ sơ rồi. Và hiện tại bên em đang bán chiếc xe này với giá là 605 triệu. Đó, một chiếc sedan hạng cực kỳ đẹp và có thiết kế cực kỳ thể thao và trẻ trung. Và mới mức giá chỉ có khoảng 600 lẻ một chút thôi. Tiếp đến, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Một chiếc MPV 8 chỗ cực kỳ rộng rãi mà rất phù hợp với những bác chủ nào mà đang có nhu cầu về chạy dịch vụ này hoặc là ghép và chạy tour này, thì em đang có ở đây đó là chiếc Innova đời 2016, xe tư nhân luôn ạ. Đấy, xe hiện tại thì odo đang khoảng tầm 11 vạn và xe mang biển số Hà Nội. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 475 triệu một chiếc MPV cực kỳ đấy. Dạ vâng, bên em này thì vẫn rất có nhiều những em muốn giới thiệu cả với chị khách hàng trong ngày hôm nay. Chiếc Hyundai Tucson này thì hiện tại bên em đã có khách rồi đó. Còn tiếp theo ở đây thì em đang có chiếc Honda Civic đời 2009 và bên em đang chào bán xe mang biển số Hà Nội. Xe hiện tại đang odo đang khoảng 10 vạn zin. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này chỉ có loanh quanh khoảng tầm 195 triệu thôi. Đó, quý vị anh chị nào có thể mua về để đi chơi, đi dạo phố. Là vừa rồi đó là những chiếc xe sedan và những chiếc xe 8 chỗ. Ở đây em đang có một chiếc xe 7 chỗ đến từ thương hiệu của Mỹ, đó là Chevrolet, mang biển số Hà Nội, biển cực kỳ đẹp. Và xe này cũng là xe tư nhân luôn ạ. Và hiện tại đó là chiếc Chevrolet Captiva, một mẫu xe 7 chỗ cực kỳ nhiều option và lái cực kỳ hay. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này chỉ có 450 triệu thôi ạ. Đó, một mẫu xe 7 chỗ hơn 400 triệu mà quý vị anh chị có thể sở hữu một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, đi cực kỳ sướng. Ok, rồi tiếp theo đó là một mẫu xe của đến từ thương hiệu của Việt Nam, VinFast mãnh liệt tinh thần Việt. Đó, chiếc Hyundai Fadin bản bay. Nhưng mà chiếc xe này hiện tại bên em đã nhật cọc rồi. Và quý vị anh chị có quan tâm đến những chiếc xe này thì hãy liên hệ cho bên em. Và bên em đang có rất nhiều những đầu mối về xe Fadin hoặc là xe i10 Morning. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo là một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, đó là chiếc Kia Sorento. Và chiếc Kia Sorento này là chiếc Kia Sorento đời 2016 bản full xăng và xe mang biển số Hà Nội như quý vị anh chị thấy, biển 30K. Thì chiếc xe này cũng đã được bên em xe cũng hai đời chủ rồi, thì hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này cũng chỉ có hơn 500 triệu thôi, chính xác là 555 triệu, cũng một chiếc xe 7 chỗ. Rồi, ok, lại một mẫu xe nữa, một chiếc crossover gầm cao đô thị, đó là chiếc Ford EcoSport đời 2016, xe bản Titanium, xe cũng mang biển số Hà Nội, xe một chủ từ đầu. Và hiện tại thì bên em đang chào bán và odo của chiếc xe này khoảng tầm 6 vạn. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này có hơn 400 triệu và chính xác đó là 415 triệu. Một mẫu crossover gầm cao cực kỳ nhiều option. Option thì miên man luôn rồi ạ. Rồi, thêm một mẫu xe. Dạ vâng, ở đây em đang có một chiếc xe gầm cao và chiếc SUV đến từ thương hiệu của Nhật Bản.
đó là chiếc Hyundai Santa Fe đời 2009, đời 2009 bản MLX, một chiếc xe mang thương hiệu của Hàn Quốc. Xe hiện tại thì ô đô khoảng tầm hơn 10 vạn và cực kỳ nhiều option, và hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc xe này chỉ có khoảng 435 triệu. Vâng, ngay đây thì vừa rồi thì cực kỳ nhiều những mẫu xe như 5 chỗ, 7 chỗ, 8 chỗ. Thì hiện tại ở đây em cũng giới thiệu thêm những quý vị anh chị khách hàng có thể mua những chiếc bán tải. Và ở đây em mình đang có chiếc Ford Ranger Wildtrak bản 3.2 đời 2017. Đời 2017 như quý vị anh chị có thể thấy mang biển số Hà Nội. Và ô đô hiện tại khoảng 9 vạn. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá chỉ có 615 triệu. 655 triệu ạ. Vâng. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc Ford Ranger này 655 triệu. Thêm một chiếc Ford Ranger Wildtrak nữa màu cam nhưng mà đời cao hơn, đó là chiếc Ranger Wildtrak đời 2018 bản 3.2. Rồi, và xe thì mang biển tỉnh, cũng được bên em rút hồ sơ rồi. Thì hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 720 triệu. Ok. Rồi. Ở đây thì em đang có hai chiếc xe này, cũng một mẫu bán tải, nhưng mà chiếc này thì là XLS đời 2019, nhưng mà xe là xe số sàn. Vâng, và hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc xe này chỉ có khoảng 495 triệu thôi, mà chưa đến 500 triệu quý vị anh chị đã sở hữu một chiếc xe gọi là đời cũng đời cao đấy ạ, 2019. Rồi, thêm một mẫu crossover nữa như vừa nãy em giới thiệu, đó là chiếc Eco. Thì ở đây em đang có chiếc Kona bản 1.6 turbo đời 2019. Và hiện tại em đang chào bán chiếc xe này với giá là 565 triệu. Thêm một chiếc xe nữa để crossover đô thị gầm cao cỡ nhỏ. Thì em cũng có một chiếc Hyundai Kona, nhưng mà bản này là bản 2.0, bản cao nhất là đời 2020. Và xe cũng là xe mang biển tỉnh luôn ạ. Và cũng được bên em rút hồ sơ rồi. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 635 triệu. Như vị anh chị có thấy xe đời 2020. Ok. Và thêm một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, một mẫu xe cao hơn, đối ngang ngửa với những chiếc xe hiện tại. Thì chiếc xe này đã nhập với phiên bản mới, nhưng mà em đang có ở đây là chiếc Hyundai Creta, xe mang biển tỉnh và xe đời 2016 nhập Ấn. Và xe này xe cũng là xe một chủ. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá chỉ có hơn 500 triệu, và chính xác đó là 515 triệu. Quý vị anh chị đã sở hữu một chiếc xe cực kỳ, xe nhập khẩu cực kỳ là rộng rãi rồi, và xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, cực kỳ nhiều option. Rồi, một chiếc xe rất là đặc biệt, chiếc xe mà của các chủ tịch. Và ở đây em đang có chiếc Toyota Prado, xe đời 2010, xe có màu vàng cát. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 795 triệu. Đó. Và vừa rồi là toàn bộ những mẫu xe hiện tại đang có tại showroom Nhất Huy Auto bên em, mà em muốn đến giới thiệu tới tất cả quý vị anh chị khách hàng. Và em cũng báo giá cực kỳ chi tiết và những ô đô của xe. Và quý vị anh chị có quan tâm xe thì hãy liên hệ như hotline ở trên kênh, hoặc là đến trực tiếp cơ sở Nhất Huy Auto có địa chỉ tại số 17 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, để em mình có thể hỗ trợ quý vị anh chị xem xe trực tiếp, và tốt hơn là có thể hỗ trợ quý vị anh chị mang xe về nhà. Em mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị anh chị.